Hai sữa tắm này, loại nào bảo vệ bạn tốt hơn khỏi vi khuẩn gây hại? Sữa tắm thường hay Lifebuoy? Hãy tiến hành thí nghiệm. Hãy tưởng tượng lớp vỏ chanh này là làn da của bạn đang bám đầy vi khuẩn. Với sữa tắm thường, phần lớn vi khuẩn vẫn còn. Nhưng với sữa tắm Lifebuoy, vi khuẩn đã được loại bỏ. Sữa tắm Lifebuoy đã được chứng nhận bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn vượt trội hơn. Lifebuoy bảo vệ khỏi vi khuẩn gây 10 vấn đề sức khỏe.